Vào ngày 19 tháng 3 tại sân golf KN Cam Ranh Linz đã diễn ra sự kiện Vietnam's Rising Stars do huyền thoại golf thế giới Greg Norman tổ chức. Trong đó có sự góp mặt của ba tuyển thủ trẻ nổi bật gồm Trần Lam, Nguyễn Bảo Long và Trần Anh Tuấn. Ông Greg Norman luôn có tình cảm và sự gắn bó đặc biệt đối với Việt Nam qua các dự án đã từng thực hiện tại đây. Ngoài ra, công ty của ông ở Việt Nam cũng liên tục đề xuất những phương án khả thi và mang tính đột phá để quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam, đặc biệt là quảng bá các điểm đến gắn với golf. And then to play around KN Links, all three of them hadn't played here before. Totally different golf course, different experience. Understanding if you ever want to be a professional golfer, you have to make the adjustments and adaptations to different style of golf courses, different style of grasses. And they had a fantastic time today, as much as I did. I loved the three of them. They were just a pleasure to be around. All three of them have got very, very good technique. Their basics are excellent. So they can just build from that. They can build on that and build on that. And slowly, slowly, they'll just get better and better and better. And whether they want to be professional golfers and play the PGA Tour or the European Tour or whatever tour, that's going to be up to them. But they definitely have the credentials to be able to do it. Khi tổ chức sự kiện này, Greg Norman mong muốn tạo cơ hội để thúc đẩy những tiềm năng golf trẻ có thể phát triển vượt trội, nâng cao kỹ năng, củng cố niềm đam mê golf để vươn tầm của các golfer quốc tế. Với ông, chính các golfer hạt giống mới là những chủ nhân của đất nước trong tương lai và góp phần quan trọng giúp mở rộng và nâng tầm nền golf nước nhà. Trong suốt buổi giao lưu, ông đã quan sát rất kỹ lối chơi cũng như kỹ thuật của ba vận động viên trẻ để đưa ra những lời góp ý, chỉ dẫn giúp các em thoát khỏi vùng an toàn và bứt phá hơn trong thi đấu. Cảm thấy rất là vui tại vì em đánh chung với Bảo Long với anh Tuấn cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần này được đánh chung với lại Greg nữa thì rất là vui và may mắn. Ông đã chỉ cho em những cái cách để đánh giống như là dòng dòng green, cách để chip cho nó spin hoặc là cách setup bóng cho nó tốt. Là sân golf dạng links, KN Cam Ranh sở hữu những đường nét uyển chuyển của bờ biển dài cộng với khu vực green xanh mướt và tốc độ gió vừa phải đã tạo điều kiện cho buổi giao lưu diễn ra thuận lợi. Vietnam's Rising Stars đã đóng góp một phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển của golf trẻ, giúp thế hệ golf tiếp theo có thể tiếp cận những kiến thức chuyên môn về golf một cách tốt hơn và đưa bộ môn này đến gần hơn với cộng đồng.